Kính chào bà con đang theo dõi chương trình khuyến nông được phát sóng trên kênh VTC16. Mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là những tin tức đáng chú ý. Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, thì mùa đông năm nay tại các tỉnh phía Bắc, các đợt rét đậm rét hại có thể xảy ra vào đúng dịp Tết Nguyên đán 2022. Do vậy, nguy cơ gây thiệt hại cho các đàn gia súc gia cầm có thể xảy ra. Dù đợt mưa rét năm vừa qua, cả nước chỉ ghi nhận hơn 2.000 con vật nuôi bị thiệt hại. Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp, để chủ động phòng chống đói rét trên gia súc gia cầm trong thời gian tới, các địa phương cần phải hết sức tập trung cho công tác tuyên truyền, cho bà con dự trữ thức ăn, thô xanh, củng cố chuồng trại. Các cơ sở nông nghiệp và đội ngũ thú y cơ sở phải bám sát địa bàn, các thôn xóm, bản, chủ động vận động người dân, không chăn nuôi thả rông khi có các đợt rét đậm. Khu nông nghiệp công nghệ cao An Thái, tỉnh Bình Dương là một trong 4 khu nông nghiệp công nghệ cao ở tỉnh Bình Dương, áp dụng nhiều công nghệ hiện đại trong sản xuất, từ chọn giống, tưới nước, bón phân, đến thu hoạch và bảo quản. Với mô hình sản xuất hàng hóa quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao, mỗi năm đơn vị này cung ứng ra thị trường trong nước và thế giới hàng chục ngàn tấn trái cây chất lượng cao. Từ mô hình này, việc ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp đã lan tỏa và nhân rộng. Đến nay, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp đô thị của Bình Dương là hơn 200 ha, diện tích ứng dụng công nghệ cao là hơn 6.200 ha, với các loại cây trồng có giá trị như rau, nấm, cây ăn trái, hoa lan, cây cảnh. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã giúp ngành nông nghiệp tỉnh Bình Dương tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản, nâng tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm trên 30%. Lấy thị trường thế giới là trọng tâm để cạnh tranh, phát triển, là mục tiêu của ngành nông nghiệp địa phương này đến năm 2025. Dự án thử nghiệm mô hình trang trại thông minh Hàn Quốc trong sản xuất một số loại cây trồng có giá trị theo hướng công nghệ cao tại Việt Nam là dự án viện trợ không hoàn lại do Quỹ Thương mại và Chuyển giao Công nghệ Nông nghiệp Hàn Quốc tài trợ. Tổng kinh phí viện trợ là gần 50,2 tỷ đồng. Thời gian thực hiện là 5 năm. Đây là sự kiện quan trọng trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao vào lĩnh vực trồng trọt tại nước ta. Theo chia sẻ của đại diện Quỹ Thương mại và Chuyển giao Công nghệ Nông nghiệp Hàn Quốc, mô hình trang trại thông minh sau khi đi vào hoạt động có thể giúp giảm tới 80% chi phí nhân công, sản phẩm thu được có năng suất chất lượng vượt trội. So với những mô hình nhà kính thông thường, năng suất cây trồng trong mô hình này có thể tăng lên từ 3 đến 4 lần. Thưa quý vị, không phải là bưởi diễn màu vàng hay là bưởi da xanh có màu xanh, đây là những quả bưởi đỏ tráng men được trồng tại thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội. Bưởi được thu hoạch vào dịp Tết và được dùng đặt lên mâm ngũ quả ngày Tết với ý nghĩa là mang lại may mắn, lộc lá cho năm mới. Và trong chương trình khuyến nông ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và bà con sẽ cùng tới thăm một mô hình trồng bưởi đỏ ở thôn Đông Cao. Bưởi Đông Cao có màu đỏ như trái gốc từ vỏ đến trong ruột, rất đẹp mắt. Thời gian thu hoạch bưởi đỏ Đông Cao là vào dịp cuối năm, đúng vào dịp Tết Nguyên đán, nên rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Giá bưởi đỏ dao động từ 50 đến 90.000 đồng một quả, nhưng vẫn không đủ hàng để cung cấp. Vâng thưa chú, đây là những cái quả bưởi đỏ đúng không ạ? Dạ. Những cái quả bưởi này thì cái cây này là trồng được bao nhiêu năm rồi ạ? Đấy, cây này thì đây, đang làm có 4 năm rồi. Thế nhưng mà mình áp dụng cái khoa học kỹ thuật, mình cho nó ra trái sai luôn. Đấy, như cây này năm nay khoảng 50 quả đấy, trái rất đẹp. Cái màu của nó rất là đẹp đúng không chú? Rồi, màu đỏ đẹp lắm. Vâng, đỏ tươi. Những cái quả như thế này thì tầm khoảng thời gian nào thì mình sẽ bắt đầu thu hoạch ạ? Đây thì bây giờ là hiện tại chúng tôi bắt đầu đang thu hoạch này. Đấy, đang thu hoạch thời điểm này để phục vụ vào rằm mùng 1 với Tết. Dạ. Hiện tại thì cái giá bán của một cái quả bưởi đỏ này như thế nào? Đấy, trung bình về như cái trái này chúng tôi đang bán là 80.000. Mình gọi những trái VIP này, như này lên tới 120.000. Một đặc điểm thú vị của giống bưởi đỏ, đó là khi còn non thì có màu xanh, khi già quả có màu vàng, tới lúc chín sẽ chuyển sang một màu đỏ căng mịn, trông rất đẹp mắt. Đặc biệt, cây bưởi đỏ thường ra hoa sớm hơn bưởi diễn một tháng, do đó tránh được thời điểm mưa phùn, khi cây ra hoa, đậu quả đạt tỷ lệ cao. Cái đặc điểm sinh trưởng của cây bưởi đỏ này là nó khác với so với dòng bưởi khác. Nó có thể ra hoa so với bưởi diễn ấy, là nó vào khoảng trước khoảng độ 2 tháng. Thường thường là sẽ đầu năm của
2022 là bưởi của chúng tôi đã ra hoa rồi. Thế còn các cái dòng kia thì nó sẽ ra chậm hơn dòng bưởi đỏ một tháng. Nên tại sao là cái đậu sinh trưởng nó tránh được cái thời điểm mưa xuân. Đấy, nên cái tỷ lệ đậu quả nó rất là cao. Và hai, nó không bị mất mùa năm nào. Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu, quả bưởi đỏ chứa nhiều chất lycopene. Đây là một hợp chất đóng vai trò quan trọng để tạo ra sắc tố đỏ. Chính vì vậy mà bưởi đỏ Đông Cao có màu đỏ từ ngoài vào trong. Không những vậy, hàm lượng lycopene trong bưởi đỏ còn có tác dụng chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch và phòng chống bệnh ung thư. Đặc biệt là cái quả này nó có một cái mùi thơm rất là lạ ấy ạ. Đặc biệt là trong mùi thơm này là chính các nhà khoa học đã phân tích là cái quả bưởi này có một chất lycopene là quý nhất. Nên tại sao là sau khi cái dinh dưỡng nó tiết ra thì giá trị dinh dưỡng ở trong quả bưởi nó không thể ngon như lúc tháng 7, tháng 8 đó. Mà lúc này người ta chỉ dùng cái hương thơm và thờ những cái quả bưởi để mang chất tâm linh để đỏ đẹp trong những ngày Tết thôi. Đấy, thì lúc đấy thì... Cũng giống như các loại bưởi khác, bưởi đỏ Đông Cao tích hợp trồng trên những vùng đất có địa hình bằng phẳng, cao ráo, có khả năng thoát nước tốt. Bưởi đỏ Đông Cao tích hợp trồng trên đất phủ sa. Đất trồng bưởi đỏ cần đảm bảo độ tơi xốp và độ ẩm nhất định, điều kiện thoát nước tốt, giàu dinh dưỡng. Thì đấy, hiện tại vườn của tôi năm nay tới đây là các cái cây này nhà ta phải nên luống rỗng hết để tên là thoát cái độ nước đi. Mưa nó trôi tuột xuống rỗng để rỗng lại đi ra phân ra các cái luồng thì nó không thể nào rửa trôi các bề mặt trên đất này. Để có được quả bưởi chất lượng, đòi hỏi việc chăm sóc cây từ khi còn nhỏ rất quan trọng. Chủ yếu, ông Phương sử dụng các cây bưởi gốc ghép để nhân giống bưởi đỏ. Cây được ghép trên gốc bưởi chua sẽ có khả năng kháng sâu bệnh và phát triển tốt hơn. Ngoài ra, để canh tác hữu cơ, ông Phương cũng sử dụng các loại phân hữu cơ có để bón cho cây. Thì về các cái nhà phân nó đã nghiên cứu rồi thì sẽ kết hợp dùng các phân hữu cơ thì ta bón trực tiếp luôn. Không cần thiết phải phân chuồng với phân gà như ngày xưa nữa. Để duy trì và bảo tồn giống bưởi quý, ông Phương và bà con trong thôn đã cùng nhau thành lập hợp tác xã trồng bưởi đỏ. Cho đến nay, đã có 20 thành viên tham gia với diện tích trồng bưởi là 8 hecta. Mỗi năm hợp tác xã xuất bán hơn 15 vạn quả bưởi đỏ cho thị trường. Hôm cái này chúng tôi cũng theo cái vào cái hợp tác xã bưởi đỏ này thì về mình được đi dự thảo, được nghe phổ biến về mình chăm sóc thì nó có hay hơn. Không như ngày xưa bảo như là cứ bỏ lẳng lơ thì sâu bệnh nó sẽ nhiều hơn. Nên thì bây giờ là mình tham gia được cái phần đó về cũng được phổ biến, mình làm chăm sóc nó đẹp hơn. Nhận thấy tiềm năng và giá trị của cây bưởi đỏ, ông Phương và bà con trong hợp tác xã không ngừng áp dụng khoa học kỹ thuật mới để chăm sóc cây bưởi, nâng cao giá trị sản phẩm. Năm 2020, bưởi đỏ Đông Cao đã đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Theo đó, định hướng của hợp tác xã là từ năm 2020 đến năm 2025 sẽ phát triển khu vực vùng Mê Linh lên tới 100 hecta để làm đề án tiêu thụ sản phẩm hướng tới xuất khẩu. Trong đó, hướng tới là một số sản phẩm đặc sản của Đông Cao như nước ép, tinh dầu bưởi, mứt vỏ bưởi. Hẳn là ai cũng biết tầm quan trọng của việc chăm sóc cây bưởi sau thu hoạch sẽ giúp cho cây hồi phục lại dinh dưỡng để tiếp tục cho quả vào những năm sau. Tuy nhiên, làm thế nào để chăm sóc đúng cách, đúng kỹ thuật? Trong phần tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị và bà con sẽ cùng theo dõi kinh nghiệm chăm sóc bưởi đỏ sau thu hoạch để chuẩn bị đón hoa vào năm sau. Sau một thời kỳ dài tích lũy dinh dưỡng để nuôi quả, cây bưởi sẽ bị yếu đi rất nhiều, sức đề kháng của cây với môi trường giảm. Trong khi đó, việc thu hoạch quả sẽ để lại những vết cắt trên cây. Đây là vị trí dễ bị mầm bệnh tấn công nhất, do đó cần tiến hành việc dọn dẹp càng sớm càng tốt. Với những cái cây bưởi như thế này thì sau khi thu hoạch thì mình sẽ cần phải cắt tỉa tạo tán như thế nào ạ? Đấy, với những cây như này thì nó thời điểm nó sinh trưởng thì nó nhiều quả nó sai, nó khô. Thì bây giờ tất cả ta phải kỹ thuật là cắt các cái đầu cành khô đi này, rong rêu bỏ hết đi này. Sau đó ta tiến hành khơi gốc và bón cho cái cây bưởi phát triển. Với những cái cây bưởi nó cao như này thì mình sẽ xử lý cành lá như nào, bởi vì nó rất là cao ấy, mình với lên mình rồi cắt hay là gì nó rất bây là giờ cao. Thì có hai phương pháp, một thì ta dùng cái kéo cắt cành coi như bấm nó dài khoảng 2 mét 2 mét rưỡi là ta cắt đứng ở dưới này cắt thẻ được.
hai là không có thể thì ta lại dùng cái thang nhôm ta cắt. Thế nhưng mà trong cái vấn đề kỹ thuật bây giờ ta lên dùng cái kéo cắt cành độ dài thì nó sẽ nhàn hơn được cái dùng vác thang nhôm. Vâng ạ. Khi mà mình cắt tỉa cành như này thì mình cần chú ý những cái điều gì ạ? đặc biệt cái bưởi đỏ này ấy, là bà con lưu ý nó khác với soi bưởi diễn. Ta không nên dọn quang như bưởi diễn mà chỉ dọn những cành thật sự như là khô đầu cành và cái cành răm nó nhỏ thôi. Còn nếu mà ta dọn tất như bưởi diễn ấy, là nó sẽ mất hết quả các cái đầu cành răm này. Đấy. Việc tỉa cành giúp chúng ta loại bỏ những cành sâu bệnh, những cành già cỗi và giúp tiết kiệm được dinh dưỡng của cây, góp phần loại trừ mầm bệnh cho những vụ kế tiếp. Còn những cây bưởi đỏ này khoảng một tháng nữa mới thu hoạch. Tuy nhiên, ông Phương đã tiến hành xới xung quanh hình chiếu tán cây với độ sâu 20-25cm. Tôi thấy là đây, cây bưởi này thì vẫn đang mang quả. Nhưng mà cháu có thấy là ở dưới mình đã chặt rễ rồi đào gốc lên ấy, đào một khoảng gốc lên. Vậy thì tại sao mình làm như này? Mà mình làm như này thì nó có ảnh hưởng gì đến cái cây bưởi? Tức là bây giờ nhờ các khoa học kỹ thuật và thực tế nhất là chúng tôi đang ứng dụng. Đấy, tức là bà con thấy quả bưởi của trên cây của tôi vẫn đeo. Về mặt tác động để cho nó tiếp tục của sang năm giao quả vẫn phải làm, không ảnh hưởng gì cả. Bởi vì giai đoạn này là giai đoạn cái nước dinh dưỡng ấy là nó đang ngừng lại để nó phân hóa mầm hoa. Nên là mình càng tác động độc được để mình giảm bớt cái độ nước thì lúc đấy cái tỷ lệ phân hóa mầm hoa nó sẽ cao thì quả bưởi, cây bưởi nó sẽ đậu được nhiều trái. Vâng. Tức là cái cây bưởi này là mình còn khoảng tháng nữa là mình sẽ thu hoạch. Đúng rồi, tháng nữa thu hoạch hết. Thì mình sẽ phải chăm sóc như thế nào để có thể giúp cho cái cây bưởi nó phân hóa mầm hoa được tốt? Đấy. Trước cái thời điểm thu hoạch một tháng ấy, thì nhà ta sẽ tiến hành một cái phương pháp dọn cành. Đấy, dọn tỉa cành này, tỉa cành những cành rong rêu đi. Đấy là phương pháp thứ nhất. Và phương pháp thứ hai là ta làm đến phần bộ rễ. Thì làm bộ rễ có thể là khơi xung quanh cái vành tán sâu khoảng 25-30 phân. Thế xong rồi ta xử lý được khoảng đất khô lỏ một tuần. Theo ông Phương, xới đất lên vừa có tác dụng chặt đứt sự vận chuyển nước lên cây để ức chế ra lộc non. Cây sẽ ngủ nghỉ, dưỡng sức và chuẩn bị cho đợt ra hoa tập trung vào đầu tháng 1 âm lịch. Bà con lưu ý, sau khi xới đất thì không lấp trở lại ngay mà nên phơi khô hoàn toàn để loại bỏ nguy cơ các bệnh hại xâm nhập, tăng cường sự hô hấp cho bộ rễ. Nếu gặp trời mưa thì phải có phương án thoát nước nhanh nhất, thời gian phơi rễ từ 10 đến 20 ngày. Việc chặt rễ tác động trực tiếp đến sinh trưởng của cây, do đó chúng ta cần có phương án bổ sung các chất dinh dưỡng giúp rễ phục hồi trở lại sau khoảng thời gian nhất định. Ta dùng các cái phân bón hữu cơ để làm sao ta bón vào. Thì bón vào trong khoảng một tuần thì lúc đấy ta sẽ tiến hành xiết nước lại để cho nó mầm hoa bắt đầu nó bung ra thì lúc đấy bắt đầu ta xử lý cái phần trên là dùng các cái thuốc coi như là sinh học rồi các cái phân vi lượng để ta hỗ trợ để cho nó ra hoa đồng loạt. Tức là cái phân vi sinh đấy nó thay thế được cả phân chuồng. Đúng rồi. Ở đây mình không sử dụng phân chuồng đúng không? Chính xác ạ. Bởi vì bây giờ tức là nhờ vào khoa học rồi. Tức là phân chuồng thì lại phải trải qua giai đoạn ủ tức là rất mất công thời gian. Là cây năm thứ tư thì chúng tôi thường thường sẽ áp dụng nó rơi vào bón khoảng từ 15 đến 20 cân hữu cơ. Đấy là bón. Thì bón xong rồi ta tiến hành quay lấp vào thì xong bắt đầu xử lý nước, thì xong bắt đầu ép đến phần đâm chồi nảy nọc thì ta tiến hành rồi phun giai đoạn đậu hoa đậu quả thì nó ra hoa nó. Thay vì dùng phân vô cơ, ông Phương chọn loại phân hữu cơ để bón cho cây bưởi. Mặc dù chi phí sẽ đắt hơn, nhưng đất trồng sẽ không bị thoái hóa, cây sẽ bền hơn. Lượng phân bón cho cây tương đương 15kg một gốc, bón rải đều quanh gốc, sau đó lấp đất lên thành ụ. Mục đích giúp cho cây không bị úng nước, gây ngập úng, thối rễ trong thời gian tới. Với cách chăm sóc của ông Phương, đến tháng 12 âm lịch là cây bưởi đỏ sẽ cho ra hoa tập trung với số lượng hoa nhiều và tăng tỷ lệ đậu quả. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Khuyến Nông ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.